Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với YouTube channel của Zentity Shop. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục series về Zero Tier, một công cụ kết nối mạng riêng ảo cực kỳ tiện lợi. Ở video trước thì mình đã giới thiệu Zero Tier là gì, dùng để làm gì và vì sao nó nên có mặt trong bộ công cụ của anh em IT chính hiệu. Ai chưa xem thì nhớ lùi lại để xem nhé, đừng để lỡ. Còn trong video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em tạo tài khoản Zero Tier và thêm các thiết bị như là Windows và Android vào tài khoản đó. Nghe thì hơi công nghệ cao nhưng làm rồi thì mới thấy dễ như là mở Google vậy. Chuẩn bị máy tính, mở trình duyệt và sẵn sàng thao tác cùng mình nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải tạo một tài khoản Zero Tier. Các bạn truy cập vào website zerotier.com hoặc myzerotier.com đều được. Chọn Login. Với Zero Tier thì các bạn có thể đăng nhập bằng Google, GitHub, Microsoft hoặc chọn Sign Up để tạo tài khoản theo email đều được. Mình sẽ chọn đăng nhập bằng Google. Chọn tài khoản email sử dụng để đăng nhập. Chọn Tiếp tục. Chọn Accept để đồng ý với điều khoản của Zero Tier. Sau đó các bạn sẽ được chuyển vào giao diện của MyZeroTier. Chúng ta sẽ cần tạo một network. Mỗi network này sẽ đại diện cho một mạng riêng ảo. Nghĩa là tất cả các thiết bị trong cùng một network sẽ có thể tạo tunnel VPN peer-to-peer với nhau. Tài khoản miễn phí thì các bạn có thể tạo được tối đa 3 network. Chọn Create a Network. ZeroTier sẽ tạo cho chúng ta một network ở đây. Với tài khoản miễn phí thì các bạn có thể add được tối đa 10 thiết bị. Nếu cần nhiều hơn thì các bạn sẽ cần phải upgrade lên gói Essential với 2 đô cho một thiết bị một tháng. Các bạn click vào Network này. Toàn bộ cấu hình của Zero Tier đều trong một giao diện web nên nó cũng khá đơn giản để thiết lập. Mỗi một Network thì chúng ta sẽ có một Network ID riêng. Network ID được sử dụng để các thiết bị khác có thể tham gia vào. Các bạn chỉ cần copy hoặc tạo gửi mã QR code này cho các thiết bị muốn join vào network này là được. Các bạn kéo xuống phần setting. Trong ô name thì các bạn có thể đổi tên của network này. Mục Access Control chúng ta sẽ có hai tùy chọn. Private nghĩa là các thiết bị muốn tham gia vào network sẽ cần phải có sự đồng ý của các bạn. Còn public thì bất cứ ai biết network ID đều có thể tham gia vào. Mình sẽ để mặc định là private. Trong phần manage root thì chúng ta có thể cấu hình root nếu các bạn đang sử dụng side to side hoặc client to side. Còn với VPN peer to peer giữa các thiết bị thì sẽ không cần. Mặc định ở đây đang có một root chính là giải mạng đang cấp IP cho các máy tham gia vào VPN. Ví dụ mình có mô hình này, trong network của mình có 6 thiết bị thì các tunnel giữa điện thoại iOS và Android hoặc giữa server và laptop là dạng peer-to-peer. Do vậy thì các bạn không cần tạo root vì đây là các thiết bị đầu cuối. Trong trường hợp chúng ta chỉ cài Zero Tier trên router và muốn truy cập vào mạng nội bộ bên trong này thì chúng ta sẽ cần phải tạo root. Ví dụ như laptop muốn truy cập vào local network phía sau router, tương ứng với dạng VPN client to side. Với mô hình này thì destination sẽ là giải IP trong local network của mình là 192.168.1.0/24, còn via sẽ là IP tunnel của router. IP tunnel này sẽ được cấp cho thiết bị khi tham gia vào network. Các bạn sẽ cần add đầy đủ các root ở đây nếu dùng client to side hoặc side to side. Mỗi thiết bị khi tham gia vào Zero Tier Network sẽ tự động nhận một IP. Các bạn có thể cấu hình trong phần IPv4 Auto Assign. Các bạn có thể lựa chọn một số giải IP có sẵn bên dưới. Hoặc nếu muốn tùy chỉnh theo ý mình thì chuyển sang tab Advanced. Chúng ta sẽ nhập địa chỉ IP bắt đầu và kết thúc để cấp cho client. Bên dưới là các tùy chọn về IPv6, Multicast và Broadcast. Các bạn có thể cấu hình thêm nếu có nhu cầu sử dụng, còn không thì để mặc định là được. Bên dưới sẽ là tùy chọn cấu hình DNS. Yêu cầu này sẽ cần các bạn cài phiên bản Zero Tier phiên bản 1.6 trở lên
và trên client phải tích vào allow DNS để sử dụng. DNS này sẽ được các nốt trong Zero Tier sử dụng để truy vấn. Chúng ta sẽ sử dụng trong trường hợp có DNS server nội bộ như là PHO, DNS MASQ, Windows DNS, v.v. Ví dụ các bạn nhập search domain là sentityshop.vn và 172.28.1.10 làm DNS server address thì máy tính của bạn sẽ yêu cầu DNS server 172.28.1.10 để tra cứu IP của máy chủ có đuôi là sentityshop.vn. Trên DNS server thì các bạn sẽ cấu hình các bản ghi như là file.sentityshop.vn, nat.sentityshop.vn chẳng hạn. Manually add member thì các bạn có thể nhập nốt ID của các thiết bị muốn add vào network, hoặc trên thiết bị đó các bạn nhập network ID đều được, nên mình sẽ bỏ qua phần này. Bên dưới mỗi phần thì đều có các mục help, các bạn có thể đọc thêm để biết về tính năng hoặc tác dụng của từng mục. Cuối cùng là phần flow rule. Tương tự như Asset List hoặc Firewall Policy, Flow Rule cho phép chúng ta định nghĩa các chính sách, cho phép hoặc chặn các truy cập nào đó. Ví dụ ở đây có một rule mặc định, và rule này có nghĩa là sẽ drop tất cả traffic không phải là IPv4, ARP và IPv6. Ở cuối có Action là Accept để cho phép các traffic còn lại. Phần rule này là Option, nó phụ thuộc vào nhu cầu chặn lọc của các bạn và cũng khá phức tạp do phải sử dụng lệnh giống lập trình. Nên các bạn muốn tìm hiểu thêm thì có thể truy cập vào đường link ở đây nhé. Toàn bộ cấu hình của Zero Tier thì chỉ có vậy thôi. Các bạn chỉ cần quan tâm đến Network ID, Root và giải mã cấp cho client là được. Nếu có sử dụng PHO thì chúng ta sẽ cấu hình thêm DNS. Để thêm thiết bị vào Zero Tier thì cũng khá đơn giản, các bạn chỉ cần download ứng dụng Zero Tier One về cài đặt trên các thiết bị hỗ trợ là được. Các bạn truy cập vào menu Download. Sau đó chọn phiên bản mà các bạn đang sử dụng, ví dụ mình cài cho máy tính này luôn nên mình sẽ download bản cho Windows. Sau khi tải về thì các bạn cài đặt ứng dụng này, nhấn Install. Sau khi cài xong thì ứng dụng sẽ tự động chạy. Các bạn có thể xem icon ở dưới thanh taskbar. Các bạn click chuột phải vào icon này. Chúng ta sẽ có hai tùy chọn để add máy tính vào network. Một là copy my address rồi thêm vào tài khoản hoặc chọn join new network. Sau đó nhập Network ID và pop-up hiển thị lên là được. Lúc này trên giao diện web các bạn sẽ thấy một nốt, nhưng trạng thái sẽ là block do mình đang cài là private, nghĩa là sẽ cần phải có admin cho phép thì mới được tham gia. Các bạn tích vào client này, chọn authorize. Trong cột out chuyển sang tích xanh là máy tính của mình đã join vào network thành công và máy tính mình đang nhận IP là 172.24.255.73. Đây là IP tunnel và được sử dụng để các nốt trong mạng giao tiếp với nhau. Mình sẽ ép thêm một điện thoại Android vào. Trên điện thoại Android thì các bạn vào CH Play, tìm ứng dụng là Zero Tier One và cài đặt. Sau khi cài xong thì các bạn mở ứng dụng này lên. Chọn Add Network. All route all traffic through Zero Tier để cho phép toàn bộ traffic sẽ đi qua Zero Tier. Các bạn thường lựa chọn tùy chọn này khi sử dụng VPN client to site để kết nối với một mạng nội bộ nào đó và muốn sử dụng đường Internet của mạng này để ra ngoài. Tuy nhiên thì các bạn cần cấu hình đầy đủ route trên Zero Tier, bao gồm cả default route. Bên dưới là tùy chọn DNS tương tự như trên laptop.
Các bạn có thể join vào Network bằng Network ID hoặc bấm vào biểu tượng QR code bên cạnh để quét mã. Mình sẽ sử dụng mã QR. Nhấn F. Sau đó bật VPN này lên. Sẽ có một thông báo là Access Denied. Các bạn sẽ cần quay lại My Zero Tier để cho phép điện thoại kết nối. Đây là điện thoại của mình. Tích chọn vào điện thoại và chọn Authorize. Sau khi Authorize xong thì trên điện thoại sẽ báo Connected. Như vậy là OK. Mình sẽ ping thử sang IP điện thoại. Ping OK. Như vậy là điện thoại và máy tính của mình đã thông qua Zero Tier, nghĩa là đang có một kết nối peer-to-peer trực tiếp giữa hai thiết bị. Quá trình cài đặt và cấu hình chỉ đơn giản vậy thôi. Các bạn có thể nhanh chóng thiết lập một mạng VPN hoặc SD-WAN tùy mục đích sử dụng. OK, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tạo tài khoản Zero Tier, tạo network và add các thiết bị vào network trong Zero Tier. Trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Zero Tier trên router MikroTik. Các bạn theo dõi trên YouTube channel của Sentity Shop nhé. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.